mọi người ghé thăm di tích là cái chỗ địa chỉ lịch sử là Hội Đồng Xuông. Ở đây thì chúng ta sẽ đi theo cái đường hẻm ở trước bên đường Lê Hồng Phong để mình đi vô. Đây là đường vào cái khu Hội Đồng Xuông này. Nè, chúng ta cùng tham quan một chút nhé. Đây là ở phía trong. Dạ. Ủa cái này chú cầm qua nhiều dữ vậy ha chú? Ủa chú, rồi nếu mà nếu mà muốn mua thì mua ở đâu? Dạ dạ, chú cho địa chỉ đi, con nói lên đây luôn rồi nếu mà ngay bọn xuống luôn nè. Nhà chú nghỉ cua á, nhà 962 vừa quẹo cua nãy thấy nhà có lưới lan á. À vậy chú hả? Chú con cháu ở đây. À vậy là chú là đời thứ mấy rồi chú? Thứ ba, cháu ngoại, ông ngoại mà vô đây là. Dạ, con quay chú cái nha. Ở đây rồi đâu có. Rồi nên nếu mà liên hệ với chú rồi liên hệ số nào? Ở số nhà chú 96-2G á, ngay chỗ 96-2G đường, đường nãy vô đó, nãy giờ chạy vô đụng cái cua là cái nhà cha lưới á. Rồi rồi rồi, lúc đó con ra ngoài con quay ở ngoài. Rồi sẵn dịp con quay luôn cái cái này luôn ha chú. Dạ. Kiếm sống thôi, mình đâu làm nó có tiền bạc gì đâu. Dạ dạ. Nhà nước vô tu sửa rồi cái nến thinh luôn rồi mình con cháu đâu đây cho bạn. Dạ đúng trong rồi. Kiếm sống. Để con quay luôn rồi có gì có ai liên hệ thì cứ liên hệ chú thôi. Dạ. Dạ. Nói là có được cái hang không mà có chưa có nhiều. Dạ chú. Bà đẹp quá chú ơi. Dạ. Cái này đầu tư cũng tốn cũng dữ ha chú. Dạ. Cái này là sẵn này con quay luôn vườn lan cho chú. Cảm ơn. Dạ. Không con cảm ơn chú mới đúng. Dạ. Để nói cho ông bà mồ mả ông bà mình có người ở đây quay tham quan mình mừng hết để có gì đâu. Dạ. Không tại vì cái mấy cái này di tích nên con sợ. Nhà nước đó làm mà cái nó bỏ lơ mình không biết sao làm cái đó bỏ đến thinh rồi. Vậy chú có làm phiêu hả lẽ làm cỏ ngoài lấy tiền đâu có nó đâu có chế độ cho mình. Dạ. Bởi thế. Ở chú giới thiệu giùm con cái này luôn được không? Dạ. Dạ dạ. À, nè. Cái hạn như cái này như thế cái nào đó? Cái con mã cầm thạch giá trị là con mã cầm thạch nè. Là hai con mã là ông cố bà cố của chú á. À ông cố bà cố của chú là cầm thạch luôn hả chú? Đá cầm thạch ở Italy trở về. Ồ. Oh. Đó, nó dùng ở Italy. Dạ. Đó, này là bộ ông bộ bà. Dạ. Hai ông bà ông cố bà cố. Dạ. Cái giá trị nhất là cái ngôi mộ nè. À đá cầm thạch hả chú? Thì là cái cái này em nói đúng mình đá cẩm thạch, đá cái cẩm thạch nó hai ba màu, có màu đỏ mất nhất. À cái màu đỏ này là cái này là hồng phẩm nè, cái hồng phẩm là nó mất nhất. Đây. Dạ. Vậy là tính ra là bao nhiêu năm mà chú cái này? Chắc 80 mấy năm rồi. Không có cái nào mà con bao rộng được, phải bao rộng được là tốt quá trời. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái bên kia chú bên kia là cái hồ nó kêu bằng Tây Sơn Mộ. Mình hình có bản có bản đi. Cái này là Tây Sơn Mộ. À, Tây Sơn Mộ cái cảnh nói về cảnh thiên đình. À thiên đình. À là có Bắc Tiên nè, Bắc Tiên hội tụ nè. Đó là các vị quan tướng ngày xưa. Đây nhỏ đó. Đó là Bắc Tiên đó. Tám vị Bắc Tiên. Là tám vị Bắc Tiên. À. Dạ, tám vị Bắc Tiên. À, mấy hòn đá này là hình thù nè, thấy không? Con kỳ lân cái gì nè, hình ảnh, có một số hình nổi, một số hình ảnh. Đó, hình ảnh là đó, đứng lên nhìn thấy không đó. Tự nhìn có đố biết cái con gì.
Bởi nó hình ảnh mình mỗi người mỗi suy nghĩ. Đúng đây, rồi. Đây cũng là hình con rồng nè. Đây con rồng người con. Hình ảnh luôn á, hình nó làm chìm á, mình tự nhìn thôi. Dạ, dạ. Đó, mà công nhận đó, không phải nhìn là muốn ra đâu dạ. Đúng rồi, đã thế. Dạ. Tại nó nghĩ cái câu có đắp lại cái chú sơn á, chứ đúng cái hình ảnh không có tự mình suy nghĩ. Mình có hình nổi, số hình chìm. Cái này là chú làm lại luôn hả chú? Cái này cái này mới tu sửa cũng như nó bị ngã rồi đó, rồi nó bể giá cái mình phải sơn lại. Dạ. Chứ lẽ không có bị. Ở trong đây có cái gì đặc biệt nữa không chú? Không có cái này nói gì mà. Đây là cái kia, dạ, dạ. Kia. Hòn này là hòn cái này thiên tiên. Thiên tiên, còn hòn bên kia là hòn thủy tiên. Thủy tiên. Tượng trưng cho trời và cái này trời nè. Trời và thiên tiên. Dạ, thiên tiên. Con này là điện thoại ở dưới nước. Dạ. Ô, chú, mấy cái hình nhỏ nhỏ này là cái gì chú nhờ? Thì bên tôm trứng cá binh lính ở dưới nước á. À. Dạ. Đây là binh lính ở dưới nước. À, còn đây là cổng trời. À, đây là cổng trời nè các bạn. Trời quan văn quan nhỏ là đứng dạ. Đó. Quan văn quan nhỏ. Dạ. Ồ, đẹp quá chú ơi. Con nhìn trời ơi cốc rồi quan văn quan võ ở hai bên đó. À, dạ đủ hết trơn. Ủa chú, cái đó là mình làm bằng bằng rồng, hai cái đó đầu rồng bằng đất sét hả chú, hay là xi măng không à? Xi măng toàn bộ hả? À, toàn bộ xi măng. À dạ, ở đây là giống như đó, cái lồng đình là cái củ quyền chính đời của chú, của dòng họ dạ. Thiền củ quyền chính đời của mình thiền đó dòng dạ. Đó là hai cốc để dưới đó đó. À, để dưới luôn hả chú? À, hai cốc của nè nó có bậc thang ba bậc ba cấp một bên chia làm bốn sáu tám bên. Ủa chú, cái ở giữa là cái từ là... À, cái chữ tổ tiên. Tổ tiên. Tiếng Hoa hết. Tiếng Hoa hết. Dạ. Rồi, mình đi. Đi đây. Đây là cung đình. Đây là cung đình. Cung đình là của Ngọc Hoàng Thượng Đế. À, dạ. Cung đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế hai bên là hai bà Tây Dương cung mẫu. À, đây là cây dương. À, dạ. Dương cung Tây cung mẫu, dương cung mẫu. Dạ. Còn ở phía sau. Ba căn này là hồi xưa là đi dùng mà hết Phúc Nam, còn người dơi vô đó phá. Ở quá trời. Dạ. À, ở đây các cô hốc thuốc cam. Dạ. Bên kia là thư viện. Thư viện là có sách không chú? Không có. Dạ. Thư viện là sách tàu xưa. Sách tàu hết. Ờ, mà không có, nhưng mất tiêu mẹ rồi. Dễ gì con. Dạ. Ở đây vô phòng sách vậy á, dạng. Dạ, dạ. Qua đây cũng đúng rồi. Cái kiến trúc của nó, cái này là mình vẽ tay hết hả chú? Ờ, vẽ tay hết. Cái này mới phục hồi lại. Dạ dạ. Cái nhà nước nó phục hồi á, mình nó làm mà không được chú ý mình cho mình hỏi. Ủa mà vậy là ngày xưa là cái người vẽ là người nào chú nhỉ? Chết queo hết trơn rồi cái thời đó, cái ông đó còn tới giờ còn. À dạ. Phải cho con quay ở trên cái tường này các đẹp lắm rồi. Thư viện thử sách vở học hành rồi không à. Dạ. Hình nó siêu đồ lắm á. Dạ. Mà sao trong đây nó mát quá chú nha. Ờ, nó nhói mà. Đó, hình tượng trên đó nè, ông đây nữa nè. Dạ, dạ. Đó, niệm Phật, hình Phật. Này bị nhói mà mình được đã. Mày quay luôn mấy cái mái nhà luôn đó, mới hay. Dạ, 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 để con. Xưa, tóm mấy năm nó có một. Không có mối anh, mối ăn được luôn. Mối ồ, 80 mấy năm rồi thôi chứ. Chứ cái nhà nhà nhiều không thay đổi nắp đâu. Ồ, vậy là không có sửa gì đụng cho cái nắp hả? Không có gì đụng nắp hết trơn, chỉ có tranh ảnh quạ thôi. Nó có quạ thôi, còn cái có đi nguyên hết. Con cá thì chú mấy cái bóng á. À dạ. Vỏ mà mấy cái dưới thôi, mà trần nhà không có quét gì trơn. Không quét luôn. Trần không. Nhà đâu có lấy gì đứng à, tới đâu. Đâu có đụng được. Không đụng tới. Dạ. À, chú mới giữa cái cây này với cây ngang ở dưới này chú quét bóng cái thôi à. Chú quét lại phải không? À, dọn thôi, cho nó muốn đem thui mất mình. Đó này nè, mối cái bấm ở ngoài cho nên nó đâu có trong được. Dạ dạ. Cảnh đại thiên là thánh đó.
đây 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 đó, lúc mà đi qua quả Diệm Sơn đó, Hồng Hà Nhi kia kia còn tay vũ đó. Dạ đây rồi đó, đó tại đi tắm đó đủ không mà đẹp quá chú, cái bước này nè, bước này đẹp nè, ở đây nữa nè. Ở đó lúc mà hai mấy thằng trò qua cái con sông đúng không, đi về đó để trên về nhỏ thằng rùa không trở về đó bị dính lại dạ khỏi không nhau tặng cái cho chèm đó. Nói là không có chịu hối lộ nên bị chìm. Còn ai người là Thái Điên Hòa Thượng. À dạ Thái Điên á. Thái Điên hả? Dạ. Điên cái con này không, cái con hổ này à. Mà vẽ đẹp quá. Mà còn chưa bằng trước đó nữa hả chú? À chưa bằng trước cũng dữ nữa. Cái tay này là cũng cứng cửa quá, thọt cũng bằng thọt vậy á. Chuyên môn vẽ lên chỗ đây á. Còn mấy cái tay nhà nước đem vô, giờ trẻ đâu nổi, chú mới giới thiệu y á. Là mới sửa hồ chú... thủy. Hồ thủy là ở đâu chú? Y cũng ở đây luôn nè. Y thầy vẽ đây, y môn vẽ chùa đình được không à. À dạ. Cái ngoài Hà Nội đem người vô vẽ dài à. Chơi mới vẽ ra đầu còn hết trơn á. Chơi dạ. Mày kia đi vẽ xấu quá hằng. Ý vậy là 11 con xin gặp chú đó. Rồi là nó chuyên môn tay môn vẽ. Nó hôm qua rồi cái này vẽ bằng sơn dầu không à, nó vẽ nó lại. Vẽ đẹp quá chú ơi. Ừ. Hồ thủy. Dạ. Không để 11 có gì á, có gì. Chùa miếu gì là im. Các bạn. 18 người. Bác xuống cái coi cái hầm chút rồi chứ cũng không có quay được ở trong, trời tối lắm các bạn ạ. Đây là cái hầm. Đây là tượng trưng cho địa ngục. À địa ngục. Dạ. Cái này là con chống rung luôn đó chú. Dạ. Sướng ha. Đi không có bị rung hình. Dạ. Có nghĩa là không có rung hình, nếu mà rung hình người ta không có chịu. Nhưng mà tại cái này không phải là dân quay chuyên nghiệp chứ, nếu mà chuyên nghiệp á nó quay đẹp cực lắm. Tại vì cái của mình nó đẹp. Cái mấy cái ở phía trong đó, nó quá trời đẹp đi. Còn ở ngoài nó hơi buồn á. Rồi con quay lại cái nữa. Ở chú, rồi con qua ngoài kia quay khác. Được rồi, khỏi khỏi rồi. Vậy là cái chỗ nãy chú nói là số 906-2G thì bước ra cái nhà ngay góc bên đây. 906 906-2G, nhà có lưới le đang thui vậy nè, ngay cái cục điện luôn á. Rồi con ra ngoài con quay khác. Con cảm ơn chú ạ. Đây là nhà của bác. Bác thấy có chồng các bội lan á. Có gì các bạn có thể liên hệ đây 906-2G. Chúng ta đi khoảng thêm 50m là có cái đường đi vô đi cái khu di tích. Để mình đi ra ngoài đó. Các bạn nhìn rõ hơn nha.
ơn các bạn đã theo dõi.